mà nó cái quả đấy là đấy anh ở cái chỗ ở ngay thì chỗ nhà em tính là chung chung này anh đi 48 ba ơi, ngày xưa là con nuôi của ông là Phương, sau thì là lịch sử là thế này, tức là hồi gia đình của Ninh Bình, mẹ Sơn là anh uống nước ra đi. Các loại bạn như thế này, anh em mình là nhờ nhà dân ở một nhà, như là hai nhà như một. Em luôn. Tuấn ơi.